Thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 8 người thương vong. Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do sự cố sạt bùn và đất đá, khu vực tầng âm 270 xuống vùi lấp các máy xúc. Vào khoảng 18 giờ 5 phút ngày 21 tháng 12 tại tầng âm 270, mỏ khai thác khai trường công ty cổ phần Than Cọc 6, Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong, một người mất tích và 6 người bị thương. Nạn nhân tử vong là anh Lưu Thanh Tùng, sinh năm 1988. Người mất tích là anh Hoàng Thọ Hùng, sinh năm 1976, đều là công nhân vận hành máy xúc thủy lực. 6 công nhân khác bị thương đã kịp thời được lực lượng cứu hộ đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả. Ngay sau vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng cấp cứu mỏ đã có mặt kịp thời để cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân. Lãnh đạo tỉnh đã thăm hỏi, động viên, chỉ đạo hỗ trợ gia đình các nạn nhân, đồng thời chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả tập trung các y bác sĩ và điều kiện y tế tốt nhất để cấp cứu, điều trị cho người bị thương. Vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã nhận được thông tin báo cáo nhanh của Sở Y tế tỉnh Nghệ An qua đường dây nóng về vụ việc sập trần gỗ lớp 11A9 trường phổ thông Hermann Germanner vào sáng ngày 21 tháng 12 làm nhiều học sinh bị thương. Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị Sở Y tế Nghệ An tiếp tục tích cực chỉ đạo các bệnh viện trực thuộc huy động các thầy thuốc giỏi cứu chữa người bị nạn nhằm bảo đảm việc cứu chữa được kịp thời và có hiệu quả cao nhất. Các cơ sở tập trung cứu chữa, quan tâm chăm sóc về sức khỏe, ổn định tâm lý cho người bị nạn vượt qua khủng hoảng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế trong chuyển tuyến, theo dõi điều trị cho nạn nhân tại các bệnh viện tuyến trên. Thưa quý vị, Sapa được ví là rốn rét của tỉnh Lào Cai vì nằm ở địa bàn núi cao trên 1.500m so với mực nước biển, rét đậm rét hại thường xuyên vào mùa đông. Trong những ngày này thì nhiệt độ ở Sapa đa số đều ở mức thấp dưới 10 độ C, do đó yêu cầu giữ ấm cho học sinh luôn được các nhà trường đặt lên hàng đầu. Thời tiết rét sâu kèm sương mù dày đặc, hơn 400 học sinh của trường Trung học cơ sở Phan Xipang, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai vẫn đi học chuyên cần, tích cực tham gia mọi hoạt động như thường nhật. Hàng ngày em đi học thì được các thầy cô nhắc nhở mặc quần áo ấm đi giày đầy đủ. Trong lớp thì có quạt sưởi để sưởi ấm để chúng em có thể yên tâm học tập. Tuyên truyền đối với các em và thông báo tới phụ huynh học sinh là sẽ nhắc nhở các em trước khi đến trường thì mình sẽ mặc quần áo ấm và đi giày đi tất đầy đủ. Các phòng bán trú thì chúng tôi đều trang bị cho các em là mỗi phòng một quạt sưởi. Thế là khi mà thời tiết rét sâu rét đậm thì các em có thể là sử dụng để phòng chống rét và đặc biệt là chúng tôi cũng bổ sung thêm các cái chăn ấm cho các em học sinh. Theo quy định, khi thời tiết xuống dưới 6 độ C sẽ cho học sinh nghỉ học. Tuy nhiên với đặc thù vùng cao Sapa, địa hình phức tạp có nhiều tiểu vùng khí hậu khác nhau nên không áp dụng cứng nhắc mà linh hoạt tùy theo điều kiện của từng trường. Đối với Sapa nếu mà dưới 6 độ nghỉ thì chúng tôi cũng không dạy bù lúc nào cả, chỉ có giao cho các hiệu trưởng nhà trường. Nếu thời tiết mà học sinh rét quá cóng tay dưới 2-3 độ thì cho học sinh nghỉ. Thế còn công tác phòng chống rét thì chúng tôi được đảm bảo thường xuyên liên tục. Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, tuy nhiên do chuẩn bị tốt nên tại Sapa công tác duy trì việc dạy và học vẫn diễn ra bình thường, tỷ lệ chuyên cần của các trường luôn đạt mức cao. Ngành giáo dục tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu các đơn vị trường học theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết để điều chỉnh bố trí lịch học và khung giờ học phù hợp. Thưa quý vị, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng 6%, dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Với đa số phiếu tán thành, Hội đồng thống nhất mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 là 6%. Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã thống nhất mức tăng tiền lương 6%. Đây là mức phù hợp và được sự thống nhất của các thành viên, trong đó có đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. VCCI, việc tăng lương thực hiện từ mùng 1 tháng 7 năm 2024, nếu đề xuất được duyệt, lương tối thiểu vùng 1 tăng từ 4,68 triệu đồng một tháng lên 4,96 triệu đồng một tháng, tăng thêm 280.000 đồng, vùng 2 tăng từ 4,16 triệu đồng một tháng lên 4,41 triệu đồng một tháng, tăng 250.000 đồng, vùng 3 tăng từ 3,64 triệu đồng một tháng lên 3,86 triệu đồng một tháng, tăng 220.000 đồng, vùng 4 tăng từ 3,25 triệu đồng một tháng lên 3,45 triệu đồng một tháng, tăng 200.000 đồng. Với lương tối thiểu vùng theo giờ, Hội đồng Tiền lương Quốc gia cũng thống nhất phương án tăng thêm 6% từ ngày 1 tháng 7 năm 2024.
Thưa quý vị, Việt Nam hiện vẫn là nước có gánh nặng bệnh lao cao, đứng thứ 11 trong 30 nước có số người bệnh lao cao nhất trên toàn cầu. Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã khiến cho thành tựu chống lao bị tác động đáng kể. Sau đại dịch COVID-19, biểu đồ dịch tễ của bệnh lao trong nước có sự chuyển biến, các ca lao cộng đồng được phát hiện sớm và gia tăng. Đây cũng chính là nội dung trong hội nghị tổng kết chương trình chống lao quốc gia được tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội. Trong 9 tháng đầu năm 2023, chương trình chống lao quốc gia đã phát hiện 78.674 trường hợp mắc lao các thể, tăng 1.909 bệnh nhân. Có thể nói số liệu phát hiện đã có sự cải thiện đáng kể để phục hồi lại chất lượng và tác động tích cực của chương trình chống lao quốc gia so với cùng kỳ năm 2022-2021 và thậm chí còn cao hơn cả cùng kỳ năm 2020, thời điểm COVID-19 chỉ mới xảy ra tại Việt Nam. Tuy nhiên, để hướng tới mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2035, vẫn cần triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Việc mở rộng phối hợp y tế, công tư, mở rộng tiếp cận chẩn đoán lao ở các cơ sở y tế đa khoa và chuyên khoa ngoài hệ thống chương trình chống lao quốc gia cũng là một can thiệp quan trọng cần đầu tư của chương trình. Trong năm nay, chương trình chống lao cũng đã chuyển thành công thanh toán thuốc lao từ ngân sách nhà nước sang nguồn quỹ bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, năm 2023, chương trình chống lao quốc gia bước đầu đạt được những thành tựu tích cực trong việc áp dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác chẩn đoán bệnh lao, đặc biệt là các trường hợp lao dễ bị bỏ sót hoặc khó tiếp cận. Theo thống kê của Bộ Giao thông Vận tải, tính đến hết tháng 9 năm 2023, cả nước có 349.000 xe khách, trong đó có gần 17.700 xe tuyến cố định và hơn 245.000 xe hợp đồng. Thị phần xe hợp đồng lớn đang cho thấy xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ của người dân khi ưu tiên sử dụng loại hình vận tải nhanh, tiện lợi và an toàn. Hôm nay, vợ chồng anh Mạnh đưa con về quê. Như thường lệ, anh lựa chọn dịch vụ xe của nhà xe này. Theo anh, việc có con nhỏ thì sự tiện lợi, thoải mái và an toàn khi tham gia giao thông càng trở nên quan trọng. Cơ bản nhất là nó tiện, nhất là mình ở Nam Định thì cái việc đón ở Nam Định thì nó sẽ đến tận nơi đó. Đấy. Và cái thời gian của nó thì là chính xác, đúng giờ. Khi mà đi xe XE Việt Nam ấy, thì sẽ có xe trung chuyển về tận nhà thì mình cũng sẽ đỡ được một khoản chi phí đấy so với khi đi ra bến xe. Và ra bến xe thì thỉnh thoảng lúc mà đông ấy, thì xe thì có tình trạng là chen chúc. Cũng như anh Mạnh và chị Hương, các hành khách luôn đề cao sự tiện dụng thoải mái, phục vụ tốt nhất nhu cầu của mình để lựa chọn xe phục vụ việc đi lại. Không có cái tình trạng bắt khách dọc đường ấy, nên là thời gian di chuyển nó cũng là nhanh so với những cái xe đi bến ấy. Thì là những cái xe ngoài đấy thì người ta hay bắt khách dọc đường, thì là em thấy bất tiện ở cái đấy. Để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, các công ty vận tải hợp đồng đã ứng dụng nền tảng công nghệ trong việc gọi xe, đặt chuyến và kết nối với phần mềm quản lý của Sở Giao thông Vận tải và cơ quan thuế để thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp, bảo đảm quyền lợi của hành khách. Sử dụng cái nền tảng công nghệ để cho cái xe hợp đồng nó kết nối giữa nhà xe với khách hàng để thuận tiện cho cái việc đi lại và áp dụng cái hợp đồng điện tử để đấu lối với ngành thuế, đối với ngành giao thông, để chúng ta tự khắc quản lý nhau và minh bạch trong cái việc mà kinh doanh bằng xe hợp đồng. Đầu tiên là chúng ta phải nghiên cứu cái nhu cầu. Mà cái nhu cầu của xã hội thì hiện nay là người ta đang mong muốn một cái sự đi lại nó tiện lợi hơn, nó nhanh chóng hơn, chất lượng dịch vụ nó cao hơn. Với sự thay đổi hướng tới nhu cầu của khách hàng, vận tải hợp đồng trở nên chiếm ưu thế so với vận tải cố định và dự báo thị phần trong vận tải hành khách sẽ tiếp tục tăng. Điều này đang đặt ra một thách thức đối với xe tuyến cố định. Việc nâng cao chất lượng phục vụ trong lĩnh vực vận tải đã trở thành yêu cầu tất yếu để thu hút hành khách. Điều này không chỉ là giải pháp để phát triển bền vững mà còn góp phần giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông.